Hello mọi người, thì hôm nay clip này mình sẽ show và giao bán cái tài khoản full tướng và gần full trang phục của bạn Nguyễn Lê Quý với mức giá 3,5 triệu. Mình có được vào đấy nhờ bán tổng quan. Thì hiện tại ở mức danh kim cương, thông số MVP 212 trận, ưa thích, đánh khá là nhiều, toàn thấy sát thủ A mới đấu sĩ A thôi, toàn chơi vài chục trận đến trăm trận là kịch. Lịch sử đấu thì đây mình có đánh thằng Ngộ Không và đánh thử thằng khá mập bị thua 2 ván. Ok, bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất là phần sâu tướng. Thì khoản này anh em cũng khá thích đây, nên mình cũng thích cơ, bởi vì nhìn cái màu sắc và cái quần áo bọn này mặc trên người nó quá tuyệt vời rồi, như kiểu toàn chơi hàng hiệu ấy. Ngộ Không thì không có trang phục. Triệu Vân này thì bị thọt mất hai cái trang phục của thằng Triệu Vân này. Quý công tử không có luôn. Cách sở hữu thì nó cũng khá khó, đành ra bạn Quý này chưa sở hữu được. Malok thằng này cũng mới ra này. Thằng Malok ấy màu xanh. Thằng Scoot ấy. Tiếp theo, đồ chơi mình nhìn được. Đây rồi, thằng Batman đi. Thằng này cũng mới ra này. Đấy. Nghe đồn là thằng này đánh khá là mạnh. Để xem tiếp. Xem có còn em nào đáng để mình xem không. Đây, còn Loria. Em này hình như cũng thuộc dạng mới, nhưng mà mình mượn được mấy hôm rồi cũng chưa test quen hết mấy cái loại con này vì nó nhiều quá, mà thành ra là không biết đánh thằng nào luôn. Thằng nào cũng thích sờ vào, thằng là sát thủ, làm sát thủ luôn. Pháp sư đấy, mình đánh pháp sư thì cực kỳ ngáo luôn. Xạ thủ này, phần trợ thủ thì có hai con này. Hình như là mình đi khá nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp ai đánh hai con này cả. Chắc là nó phải kiểu yếu yếu làm sao ấy, thành ra là cũng khá là hiếm gặp. Về phần bảng xếp hạng nhá, thế giới Huy Nam là đứng ở top 1 thách đấu kìa. Tướng đây, 42 tướng, hiện tại ở vị trí 55. Đây rồi, tên là L Quý, trang phục xếp hạng thứ 11 với 46, thiếu mất 3 cái nữa chuỗi thắng. Rồi, như vậy là mình đã vừa cho các bạn xem phần tướng. Bây giờ sẽ xem phần bảng ngọc nha. Mình cũng không hiểu lắm về cái loại bảng ngọc này. Hiện tại có 7 bảng. Bảng thứ 3, bảng ngọc 5, AP 9 mạng, QDTK 3D. Cái này như kiểu là chỉ được tên ấy, thành ra kiểu chôn chôn. Rồi, bảng của Lata 9 mạng 8,5. Nói chung là mình cũng không hiểu gì cả. Ngọc gợi ý kiểu gì nhỉ? Rồi, không biết sâu vào tiếp theo đây. Trang bị của thằng Batman, không biết lên sâu vào nào nhỉ? Có 15k vàng, không biết là có mua được gì không? Toàn thấy mua bằng quân huy thôi ạ. Phần tướng thì đủ hết rồi. Đổi tướng, đổi trang phục, không có luôn. Cái mà còn ít quân huy thì mình sẽ vào quay, nhưng mà có mỗi 24 thôi, thiếu mất một quân huy nữa. Hơi bị đen. Ngọc, đây phần này bắn bằng vàng đây. Xem phần danh nha. Hiện tại ở mức danh kim cương 2.
mình sẽ liều mạng đi thử một ván xem có bị ăn hành hay không. Mình sẽ test thằng mới một chút. Thường thường thì mình hay đánh thằng có không cơ. Đi đánh danh luôn, chơi liều. Rồi, bây giờ sẽ nhòm. Nó nhiều tướng quá, thành ra nhìn cũng hoa mắt. Thì bạn quý bán ác này với giá 3,5 triệu nhá. Anh em nào thích thì có thể inbox qua mình sẽ tạo nhóm. Thực ra thì mình cũng không hiểu về cái mức giá của cái game này. Mình chỉ đi giao hộ thôi. Anh em nào thích thì có thể rước về. Đây, mình sẽ dùng thằng cá mập. Đấy. Tiền đạo khống chế. Thợ sửa đứt cáp. Định mệnh sửa cái gì? Nó cầm trên tay một cái búa như kia, bố đi cắt dây chứ bố thì không hiểu sửa cái gì luôn. Ít ra phải mang cái băng dính hay là keo gì đó. Đây bố ở chơi một cái quả diều bổ củi. Rồi, team mình toàn kim cương thôi. Bây giờ sẽ ngồi chờ đợi. Mình dùng thằng cá mập này cho nó nhiều máu, đánh nó sướng. Chứ ít máu thì bị vào kia đập thôi. Ok, xong một thời gian chờ khá lâu thì giờ mình đã vào trong trận đấu. Nhìn thằng này chạy thắm bách ở trường, ít còn lắc lắc chứ. Trên lưng thì có một cái bình, hình như là bình ga. Bây giờ mình xây canh bùa. Đấy, lúc đây xem thằng nào đi qua mình phẹt luôn. Bây giờ đứng chặt cỏ. Rồi, không có ai. Đi luôn. Sang bên này đánh thằng Tara. Nào, nhào ra luôn. Đấy, chạy ngay. Tuổi gì. Thấy mình cái là té luôn. Thôi, bây giờ mình kệ thằng Gizu. Mình sẽ ra bảo vệ em Nata. Ở đâu có gái nào, ở đây có PXT. Ra đây góp vui. Ăn thằng này, núp à. À, bạch đánh ngay. Được rồi, rút lui. Lata em bước ở sau đi. Đâu để anh xử lý hết. Nào, nhào xuống đây. Được cái là thằng này nó có cái bảo vệ này. Nhất là quả ulti ấy, mình là cực thích luôn. Nhìn nó thành là khổng lồ. Đu mày. Đúng rồi, hay lắm. Có thằng voi ra điểm trợ cùng rồi. À, thằng Skirt mấy em Violet đi cùng nhau kìa. Cũng có đôi à. Mình chơi đôi luôn. Thôi xong, yếu máu rồi. Định mệnh, thôi té đi. Đây là trưởng. Ở kia đánh xa quá. Thành ra mình không làm gì được. Rồi, em lại ra mid. Rồi, chiến công đầu dành cho thằng Thỏ. Đâu thằng Cáo. Thôi ra đây ăn quân rồng đi. Ôi da, thật kia ra. Rồi, bắt luôn. Ulti này, chạy đâu. Náo tuyết, ra đây à. Nào, giết. Giết rồi luôn. Thôi xong. Đùa. Quãi cả trưởng.
mình cạn lời rồi. Chẳng được mạng méo đâu cả. Được 3 hỗ trợ. Đồng đội chỉ giỏi liếm thôi. Thằng này đánh nó cũng hơi yếu lắm. Kể mà mình đánh thằng Ngộ Không hay là thằng gì đấy nó kể một chút đã ăn được hàng rồi. Chỉ lên đồ hỗ trợ thôi. Thằng rùa đủ phộng. Chạy. Úi trời, nhanh đấy. Quả đấy mà ở lại có gì thì cũng cho ăn cái gì vào mặt ngay. À đây 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 đây. Ô, nhảy hụt với đau chứ. Thôi, tí thì ăn được. Lỗi quá. À đây, thấy hàng. Chạy, mờ con ga này. Đù, đông thế. Thôi không, bị hất văng. Đáng lòng quá. Đấy, mày này, một cụ luôn. Về chưa? Nào giúp tôi. Chờ đi ra là mình ấn ulti tiếp. Sang bên này yểm trợ thằng Gizu đi. Em Lata bây giờ mới lên. À rồng. Thôi. Tí thì ăn được. Lúc chờ thằng kia nó lao ra. Nhưng mà có vẻ như thằng ấy nó yếu máu rồi. Cũng khôn lắm. Nó ôm trụ. Thôi 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 thôi. Em Lata kia máu thế. Không có mình mà dám đánh cân đôi à. Làm sao mà chịu được. Chờ thằng Hizu này mình sẽ vào ôm trụ luôn. Tiến công. Ô, đùa. Này còn chạy đi chứ. Định mệnh. Bạn đùa tao à. Để sang ăn rồng. Thôi cũng được. Bên đấy cũng khá đông ấy. Lại chuẩn bị đánh nhau rồi. Nào, ra luôn ulti. Choáng nha cưng, mạng nữa. Hai thí sinh rồi. Cứ để bảo một điểm số thôi. Đây rồi. Chết rồi. Nào, vào luôn, băng trụ. Đù, bắn đau quá. Rồi, hồi máu. Tỷ số hiện tại là 8-1 rồi. Quả như là trận này khá là hên đây. Úi giời ơi. Nakarot à, chạy luôn chứ còn gì nữa. Tuổi gì vậy anh My. Mình máu cực kỳ nhiều luôn. Pha này một con tin là mình vào băng trụ ngay. Thôi 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 thôi. Té nhanh. Chuột rút. Định mệnh. Đi farm quái đã. Để lên một ít mana lên ulti. Thằng kia quá là trưởng, không để mình sơi nhỉ. Rồi, ngon. Đã có ulti. Lại tiếp tục đi tìm mồi thôi. À, đầu hải đông. Ba mạng liền. Nào, tập hợp đi. Lúp. Rồi, ăn tạm này lên ít đồ cái. À kia đi qua mình luôn kìa. Nhưng căn bản là mình cũng hổ báo quá. Đánh ra cũng không dám vào luôn. Đều, đều, có hàng, có hàng. Nào, vào luôn. Rồi. Mày này, chạy ra bạn ơi. Ui, thằng kia. Mày chết cho cưng. Một phát thông đít. Tội nghiệp thằng kia vãi. Rồi em té. Thằng sát thủ bên kia nó chạy nhanh quá. Không thì mình cũng dã nốt rồi. Bây giờ phải khổ sở đi đánh bọn quái trẻ trâu đây. Rồi ra liếm thằng Nakarot. Đủ phộng. Nhanh thế nhỉ. Ra cái là mất tích luôn.
đúng rồi, thánh chạy. Rồi, ui rồi, đông thế. Em đi ăn bùa đỏ đây. Chờ ưu tiên là mình ra mình ganh tiếp này. Anh em mình cứ từ từ thôi. Hai cái máu rồi, nhanh 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 nhanh. Đầu kia giờ đang cực đông rồi, lên ít máu. À, hai, từ 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 tính ạ. Rồi thôi, vẫn để chạy mất à. Tây rồi, vai của Led này. Ui ông Hizu vậy. Ôi ông chủ ông ấy ulti vãi cả trưởng. Đây rồi cưng, nát mông chưa, đau chưa. Rồi tạo được cái áo giáp nữa. Cái này thì ngam cả trâu bò rồi, làm sao mà đỡ được. Nào anh em vào đi, băng trụ luôn. Đu 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 đu. Khốn quá. Nhanh. Ui em thử rút đây. Mai cả trưởng. Rồi xong luôn. Định vậy. Xếp hàng đập trụ. Anh em xem thấy hay thì cũng đừng quên là bấm like, cũng như bấm đăng ký kênh. Và nếu ai mà mua tài khoản này thì có thể inbox cho mình bằng Facebook. Link pay mình sẽ ở phần mô tả cũng như phần comment của clip để cho anh em dễ trong việc tìm kiếm hơn. Bây giờ thì bye bye.